Đôi khi thì cuộc sống mình sẽ có rất là nhiều khó khăn, nhưng mà hãy hy vọng là các bạn hãy cố gắng và tìm được cái tia hy vọng trong cái đó mây quang đó, thì các bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn. Xem thử có bán không? Không bán, hàng đi giao không bán. Cứ thích thì đâu nói thôi. Sao? Ủa sao tự nhiên có thể nói mình bị liệt ta? Bạn bị gì không vậy? Sao? Cái gì nữa? Coi lại thái độ của hai bạn đi. Xin chào mọi người, mình là Châu Nguyễn Quỳnh Châu và mọi người còn hay gọi mình là Quincy. Nghề nghiệp của Châu là người mẫu và hiện đang là một MC. Quan niệm sống của Châu là cuộc sống có hạn, bạn phải sống sao để bạn trở thành vô hạn. Phong cách âm nhạc trong chương trình mà Châu mong muốn là lúc nào mình cũng phải hiện đại. Nếu mà được chọn về một đội nào đó trong ba huấn luyện viên thì về đội chú Hy Tuấn. Vòng đầu tiên của Trời Sinh Một Cặp thì Châu quyết định là chọn bài Talk To Me vì cái giai điệu và cái gu âm nhạc rất là mới ở thị trường Việt Nam. Xin chào khán giả của Trời Sinh Một Cặp, tôi tên là Lê Minh Ngọc. Hiện nay thì công việc của tôi đó chính là một người dẫn chương trình. Thông qua âm nhạc thì mình cảm thấy là nó rất dễ dàng để mình có thể truyền tải được cái tâm tư, tình cảm của mình cho cái người đối diện hoặc thậm chí là với khán giả nữa. Cuộc sống là một cái chuỗi hành trình rất dài và không có ai biết được là sắp tới nó có cái gì. Cho nên ngày hôm nay nếu mình biết được là cuộc sống của mình đang đủ đầy thì chắc chắn là mình sẽ làm tốt những ngày tiếp theo. Xin chào quý vị khán giả, mình là đạo diễn Vũ Trần. Mọi người đều nói là thực sự cái đạo diễn thì nó sẽ hỗ trợ cho rất là nhiều, nhưng mà thực sự ra mình đạo diễn bên sân khấu là kịch và cải lương, nó khác hẳn với cái mảng ca nhạc. Thì hy vọng rằng những cái gì mình đã biết thì nó sẽ áp dụng được trong cái chặng đường của Trời Sinh Một Cặp.